Vâng, kính đó. thưa quý vị, như chúng ta đã chứng kiến những tài năng bông lúa vàng đến rồi đi, đi rồi đến, hết người này đến người khác. Và ngay cả những cái khoảnh khắc mà quý vị xem tôi giới thiệu chương trình ở đây, quý vị xem các bạn biểu diễn, nó rồi cũng sẽ qua đi, nó sẽ là quá khứ. Và tương lai như thế nào, chúng ta sẽ chờ đón mùa bông lúa vàng năm 2019. Và trước khi chúng ta đến với mùa lúa vàng 2019 thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị là vào ngày 15 tháng 6 lúc 14 giờ thì quý vị hãy đón nghe và xem trên HTV1 và làn sóng AM 610 kHz. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả 80 thí sinh vào vòng mã non trong cuộc thi bông lúa vàng năm 2019. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức một trích đoạn cải lương hết sức là nổi tiếng của soạn giả Trương Quốc Khánh và Mộc Linh, Vũ Áo Bụi Đời, do phần biểu diễn của nghệ sĩ Hải Long. Bạn Hải Long lũy chân bạc bông lúa vàng năm 2000 và huy chương vàng Trần Hữu Trang cùng biểu diễn với nghệ sĩ Công Lập trích đoạn cải lương Vũ Áo Bụi Đời. Và đặc biệt trích đoạn này các bạn sẽ cùng biểu diễn với nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng. Trời Phật ơi, đàn bạn gái dùng có miếng nết na nào chân. Biết rồi, ta lỡ. Sơn ơi. Gì vậy? Nãy mưa lớn quá trời luôn, sao không ra tắm mưa với em nhỏ? Trời Phật địa ơi, em nói chơi hoài. Người ta xì ke sợ nước thấy bà đủ tắm mưa. Quên. Chính nè. Dạ. Mà sao chị Lan hẹn mình giờ này mà chưa thấy tới nữa không biết. Chắc tại trời mưa quá cho nên chị chưa có tới đó anh ơi. Mà anh nghĩ cũng ngộ, chị cũng hay đó. Chị dám cứu mình là thoát khỏi nhà mẹ Út. Trời đất ơi, cái đám đó hả, cắt cổ người ta như cắt cổ gà, cổ vịt vậy đó. Em nghĩ chắc là tại chị không có muốn em á bước vào con đường ô nhục như chị. Chị ấy thiệt là tốt á. Nhưng mà em có còn được sáng đâu mà sợ tối. Đó, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, quên nó đi, nhắc rồi lại nhớ, nhớ lại buồn, thôi quên nó đi. Sao quên được anh? Mỗi lần nhắc đó là em nhớ à. Hồi nãy trong khi tắm mưa em ước ao gì, nhưng giọt mưa nhiễm màu sẽ xóa đi những nhục nhằn trên cơ thể. Mà không, mỗi khi nhắc đến á là em đều nhớ đến căn nhà ô nhục đó đó. Em sợ chính cả da thịt của mình như nó đã mang rề mình.
Khi cơn gió lạnh mùa đông qua đi thì ánh nắng mùa xuân sẽ đến. Anh nghĩ em sẽ cũng được như vậy thôi mà. Anh hay quá à. Anh á. Gì? Anh giỏi anh khuyên nhủ em. Sao anh không giỏi khuyên nhủ anh đi? Trời ơi, anh cũng chán đời. Rồi cái gì? Em thấy là hả, có nhiều lúc anh còn đợi chết nữa đó. Ôi, nói tới anh chỉ cho mệt. Anh là thằng xì ke, hơi sức rào nói mà. Xì ke thì sao chứ? Xì ke người ta cũng bỏ hút bỏ chết được chứ bộ. Sao ôi, em không biết? Mà xì ke đâu phải là cái bệnh nan y đâu mà người ta bỏ không có được. Mà sao em biết tôi không bỏ? Tôi bỏ 5 lần 7 lượt đó. Tôi bỏ hoài. Mà tôi bỏ không có được cái sao? Ồ, tôi nói rồi á. Tôi nói thiệt á. Anh mà không nghe lời tôi hả? Anh mà có chết nữa. Trời đất ơi. Tôi không có khóc đâu. Gì kìa? Vô duyên quá. Tự nhiên tôi về em trồ cho tôi chết. Em giết em kỳ cục quá. Anh Sơn à, em chỉ thấy tội á, là tội cho má của anh kìa. Bộ anh không có thương má anh sao anh Sơn? Em nói gì kỳ vậy? Tôi thương má tôi nhiều lắm chứ. Má tôi ngày nào trên vai cũng nặng gánh đầu gánh khoai. Từ con đường làng dân xa xuống chờ, gánh nặng mặc lầm nhưng không bao giờ bà quên dắt chiêu đứa con. Sợ nó ở nhà vui buồn không ai lo, dù mẹ luôn giao bán mời mọc khách mua. Tay vẫn nắm chặt lấy tay con, sợ nó bơ vơ vui phận dầm nắng đòi sương để nhường cho con đòi ngon. Mà thằng con nó khi nó đã lớn con rồi, trời cho anh có mẹ để gắt buồn. Anh đừng có khóc nữa. Em riết em kỳ cục quá. Tôi đang vui cái tự nhiên em nhắc tới má tôi cho tôi buồn. Bây giờ em kêu tôi đừng buồn nữa. Riết em coi tôi như con búp bê không bằng gì. Đâu có đâu. Thôi mà đừng buồn nữa mà.
nữa trời. Sơn ơi. Gì vậy? Đau bụng quá à. Trời Phật ơi, đói gì đói hoài vậy? Có nhiêu tiền sáng giờ em ăn hết rồi, không đủ tôi mua viên y mê đó. Có ăn gì đâu, ăn con tô phở viên ly nước mía à. Giờ trời Phật ơi, em còn ăn được chứ sáng giờ trong bụng tôi không có miếng nào nè. Thôi hết tiền rồi. Ôi cho em ăn đi. Thôi chừng nào có tiền thì tính. Ôi trời ơi, đói bụng bây giờ sao giờ? Giờ hết tiền rồi. Gì đó bác? Trời ơi, anh còn nhỏ xíu, bác gì biết. Ê, dù không? Không, dù gì? Trời tạnh mưa rồi đâu cần dù. Trời ơi, không phải dù đó, dù kia kìa. Dù kia? Ừ. À, hiểu rồi. Trời, mấy cái dù mà người ta bán cà phê phải không? Dù gì? Tự nhiên cái dù bán cà phê. Trời, dù là dù đó. Hiểu không? Sơn ơi. Gì vậy? Dù không? Phật địa. Dù gì kỳ vậy? Có người ta cho mượn dù kìa. Trời ơi trời. Ôi. Gì vậy? Gì vậy? Gì tự nhiên xăng xăng áo lên vậy? Nó lộ mà. Để xử mày. Gì? Thôi. Ê. Gì vậy? Cái thằng kia. Sao mày nghĩ sao mà con gái con ta nhà lành mà mày rủ con ta đi dù với mày? Tao rủ nó đi dù bộ tao rủ mày sao mày cự mày? Cái gì mày rủ tao đi dù hả? Tao đi có nước là mày lết luôn á chứ đừng mày không đi nổi nổi đâu. Ê, sao đi sao? Ê, trời ơi 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 xì ke một người trời ơi người người ta thấy mình không có dù người ta cho mượn dù anh mượn thôi tự nhiên anh đánh người ta. Trời ơi, cái gì mà mượn dù ở đây trời? Chứ gì? Nó tưởng em là... em là gái điếm đó. Nó rủ đi khách sạn chứ làm gì mượn dù. Trời ơi, sợ quá. Sợ không? Sợ quá anh sao? Sợ không? Sao đi trong ghế vậy? Ta nói hả, cái công viên này á... Sao? Toàn là cô hồn các đảng không đó cho biết. Ôi. Nha. Thôi, vậy dọn đi chỗ khác đi. Ở chi công viên này ghê quá à, dọn đi mấy anh. Đi. Ai là chân ai 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 gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Anh bị sao vậy? Anh bị sao vậy? Cho anh thuốc. Thuốc đi. Thuốc hả? Em không có tiền mua thuốc. Thì em bán bộ đồ của em cho anh đi. Em bán đồ em đã mang cái gì? Trời anh Sơn đừng làm em sợ. Trời ơi. Trời ơi. Anh Sơn ơi. Anh Sơn đi mày. Anh Sơn. Anh Sơn. Anh Sơn. Trinh ơi, Trinh à, vậy là em đã bỏ anh em đi rồi, phải mà, vì anh là một thằng xì ke, không giúp được gì, không lo được gì cho em hết mà. Anh Sơn. Trời ơi, em về rồi hả? Anh Sơn ơi, em có đem thuốc về cho anh nè. Gì hả? Trời, cho anh chơi luôn. Không đi. Bữa nay em á hả? Cho anh chơi xả láng luôn. À, hôm nay cho anh chơi xả láng luôn. Đây nè, còn nữa nè. Hai gói luôn hả? Hai gói luôn, chơi xả láng luôn anh. Chơi luôn. Em gói kỹ quá. Dạ, trời ơi. Anh ơi. Anh ơi. Đỡ chưa anh? Đỡ chưa? Anh đỡ chưa? Khỏe không? Hả?
Làm sao rồi? Phải chưa? Gãi. Bệnh hoạn gì? Dạ. Thiếu thuốc thôi. Trời ơi, anh biết không? Cái thuốc này thuốc gì mà em không biết nữa. Sao mà nó quý như vàng vậy đó? Có hai gói à? Mà em mua đến mấy trăm ngàn luôn đó anh. Trời đất ơi, nó mắc như vậy mới giật giả vậy nè. Dạ. Chứ rẻ ăn cắt xu rồi lấy gì giật giả vậy? Dạ. Ôi, mắc quá trời luôn. Ê. Hả? Mà thuốc ở đâu mà tiền đâu mua thuốc hả? Ăn cắp à? Chứ ai cho? Em chỉ đi. Thuốc vô rồi hai cái món anh nói lẹ lắm, anh xin lịch sự lắm. Của ai vậy? Cái ông khách nãy. Ông khách nào? Ông khách nào? Ông khách nào? Cái ông khách nãy, ông đứng ở đây nè. Đồn đi. Ai biểu? Ai xúi? Em đi làm đi. Có ai xúi biểu em đâu. Anh xui người, thấy anh giật giả nên em phải liều. Trời ơi, cúi mặt bước vào chỗ ngặt nghèo kia, kiếm ít thuốc đem về cho anh dằn tạm qua. Ai thèm nhờ tới em đâu làm một thứ nghĩa hiệp trần. Tiền vô bận tôi không cần. Trời ơi, tôi chết mặt sáng tôi. Mặt kệ tôi. Anh ơi, xa gì anh dân. Thân số em đã nớt đơn rồi. Nhục tôi nhục một đời. Thì làm đêm có khác gì đâu chứ. Làm đêm là tự đem thân tự hiến dân cho mình người ta vùi dập. Trên ơi, con đường anh không muốn cho em đi, bây giờ em đã dứt. Em thấy đau một còn anh nát ruột thấy đau mười. Thuốc em mua cho anh đã nuốt vào người. Trời ơi, là nuốt xót xa cả một đời người con gái. Nuốt những dòng nước mắt của em rơi. Một tiếng nghĩa tình cũng đủ để em vui. Cái tác vừa rồi đã làm lòng em thêm mong lại. Vì em biết cái tác thương mà dân anh đánh em mà quặn thắt trong lòng. Lòng anh muốn em như mây trời. Làm mỗi sáng người không bao giờ cho tắt cười. Trần gian anh trai trăm đắng xinh dành đó anh. Thân số mong manh trong trên trên đường đêm. Em không ai còn ghẹt ghen nơi trong giông bão. Chỉ e quanh mình đồng lạnh mắt người thơ. Lúc vui hay buồn có anh chờ em mãi mãi. Lấy chi em đòn thêm một ân tình dài sâu. Nếu phải đền ơn em dành một lời hứa, đừng bao giờ dẫm chân lên ngưỡng cửa dùng nhà. Đồng tiền bản thân còn nhớ nhuốc nào bằng. Em biết vậy nhưng phải đành cất bước. Thấy anh quằn quại trong cơn đau làm sao chịu được vì anh đã bao lần từng cô vì em. Trình em. Anh Sơn. Trình à, kể từ bây giờ em phải hứa với anh đừng bao giờ nhúng chân vào con đường nhục nhã này nữa nghe em. Em hứa, nhưng mà anh cũng hứa với em là từ hôm nay bỏ hút bỏ chích bỏ xì ke lặp lại từ đầu nghe anh.
mình làm mà mình kiếm một công việc khác mình làm nghe anh. Anh hứa. Thôi. Anh Trinh. Trinh. Thôi bây giờ về đi em. Mình về với má đi anh. Mình đi về. Mình về nha anh. Mình đi về để em gom đồ. Mình đi về nha anh. Rồi, thôi tạm biệt bà con rồi mình đi về nha. Vâng, xin rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Mỹ An với lại nghệ sĩ Hải Long. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bà con cô bác, quý vị khán thính giả gần xa rằng chương trình Chấp Cánh Bông Lúa Vàng hôm nay thì nghệ sĩ Hải Long là người đạo diễn chương trình. Trước khi mình chia tay, mời nghệ sĩ Hải Long sẽ có một vài lời đối với quý vị khán thính giả gần xa. Và trước hết cho phép Hải Long xin kính chào tất cả cô bác và các anh chị có mặt tại khán phòng hôm nay, cũng như quý vị khán thính giả đang xem qua đài. Lời chào trân trọng nhất. Cho đến giờ phút này thì Hải Long thấy cô bác vẫn còn ngồi đây để thưởng thức cho trọn vẹn cái chương trình hôm nay. Thì Hải Long cũng xin thay mặt cho tất cả anh em nghệ sĩ Bông Lúa Vàng chân thành và tri ân đến tấm lòng của bác. Và Hải Long cũng mong rằng chương trình Giải Bông Lúa Vàng cũng như Chắp Cánh Bông Lúa Vàng sẽ được trường tồn mãi mãi nhờ những cái tình cảm quý báu của cô bác và các anh chị dành cho chương trình ngày hôm nay. Hải Long xin chân thành cảm ơn. Còn Mỹ Hằng có thể nói một vài lời đối với lại quý vị khán thính giả trong cái chương trình hôm nay không? Dạ, lời nói đầu tiên là Mỹ Hằng xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị không ngại đường xá xa xôi và ngày hôm nay có một cái trận mưa rất là lớn nhưng mà cũng tới đây để xem cái chương trình Chắp Cánh Bông Lúa Vàng. Thì Mỹ Hằng xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều và mong là các cô chú anh chị sẽ chắp cánh thêm nữa cho những nghệ sĩ trẻ nói riêng và những nghệ sĩ dạ, của tụi em nói chung. Dạ, em xin cảm ơn cơn rất nhiều ạ. Hẹn chứ hồi chiều mưa đó, mà tôi sợ mưa rồi, tôi đột rồi đó mà còn rủ ra tắm mưa. Vâng, hôm nay chương trình của chúng ta lại đúng với thời gian Việt Nam đá trận đấu với lại Thái Lan. Dạ, và rồi. Xin thông báo quý vị là chúng ta chúc mừng đội Việt Nam của chúng ta đã thắng Thái Lan 1-0. Vâng, kính thưa quý vị, Chấp Cánh Bông Lúa Vàng chương trình tối hôm nay tạm dừng ở đây và chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình Chấp Cánh Bông Lúa Vàng vào quý 2. Hy vọng rằng Chấp Cánh Bông Lúa Vàng vào quý 2 chúng ta sẽ có nhiều thú vị hơn, bất ngờ hơn. Sẽ có nhiều quý vị khán thính giả gần xa yêu mến lên cùng giao lưu với chúng tôi như buổi tối hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị, bà con, cô bác gần xa một buổi tối thật là nồng ấm, an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại kỳ sau.